Em chào cô chú anh chị và các bạn. Thì chúng ta đang đứng trên đường Trần Cao Đạt. Cao Đạt hướng này thì đi về cuối đường Cao Đạt là chung cư Phúc Thịnh. Hướng này thì chúng ta đi đến cuối đường Cao Đạt là cầu Chữ Y. Thì hành trình hôm nay của chúng ta là sẽ đi đi trên đường Cao Đạt này để đi đến căn nhà 202 của anh Long, và sẵn đó thì chúng ta đi tới tí nữa thì để gửi đến cô chú anh chị ở xa hình ảnh của căn nhà 231 139 Cao Đạt, để đến gửi đến chú Bằng. Rồi chúng ta cùng nhau đi để xem con đường Cao Đạt này nha. Có hủ tiếu dê là con của chú Tám Lẩu nè, còn 222 là quán lẩu. Ở đây có căn nhà đôi nè, 216, 214, một bên bán nước cam, một bên bán bên làm neo. Còn kế bên căn 202 có tiệm tạp hóa nè, cô quán này cũng lâu lắm rồi, sau này sang lại cho anh hai là con của chú Tám Lẩu á rồi bán. Rồi kế đến là căn nhà số 202, nhìn kiến trúc này là biết nhà thời xưa rồi nè. Nhà có một lầu, và trên sân thượng thì có một cái phòng nhỏ nữa, còn ở dưới thì có một cái tầng tạt nữa, một trệt và một cái gác. Thì ở dưới mặt bằng thì cho thuê bán nước ngọt ha. Thì trong hẻm này buổi sáng có cô bán hủ tiếu cũng rất là ngon, em cũng hay vô đó ăn lắm nè. Rồi kế bên thì có cái nhà này cho thuê, nhà 200. Sẵn gửi số hình ảnh về căn nhà 202 cho anh Long nhìn lại căn nhà xưa của mình ha. Rồi đi tới tí nữa thì chúng ta đi ngang cái hẻm 30 căn. Rồi, bên đây thì cái đường vô chợ. Một hồi nữa nếu chúng ta còn thời gian thì chúng ta sẽ đi đến cái nhà 519. Đây là vô chợ, chợ nhỏ Cao Đạt. Chùa Thiện Mỹ, đối diện chùa là cái, đối diện chợ là cái chùa Phổ Minh, vô hẻm 30 căn. Này tới tí nữa là nhà của chú Sang, chú Sang em của chú Bằng, cà phê Thủy Mộc đây. Chắc cái lời nhắn gửi chắc con thực hiện trong cái video sau. Thì trong video đó thì con sẽ hẹn gặp chú Sang để nhắn gửi để chú có dịp nhìn lại. Đây có 109A nè. Hình ảnh quen thuộc. Ta đi tới tí nữa là đường Nguyễn Biểu đến cầu Chữ Y. Ở cuối đường thì có bánh mì Tư Sườn. Cái hẻm này thì chúng ta đi ra cái hẻm ra cầu Chữ Y luôn. Nó thông ra tới cầu Chữ Y luôn. Ở đây buổi tối có quán nhậu, quán ốc rất là đông luôn. Đây là chung cư mới xây sau này. Ta nhìn lại quán cà phê. Nói chung có rất là nhiều cái comment của
cô chú anh chị. Nhưng mà hiện nay thì cũng rất cũng sắp Tết rồi, mọi người ai cũng tất bật lo cho những việc cuối năm, người sum họp gia đình, người nhiều việc nữa, nên em cũng phải cố gắng tranh thủ để đi đến những điểm mà anh chị comment. Nhưng mà có một số comment thì em sẽ không biết có thực hiện hết hay không nữa. Nếu không hết thì mọi người cho em xin qua lễ nha, em sẽ thực hiện hết tất cả video để gửi đến mọi người. Ở đây là đường Nguyễn Biểu là hướng về cầu Chữ Y nè. Ở đây cũng có cái quán hủ tiếu quán Nam Hảo, quán này lâu lắm rồi nè, chắc mọi người cũng sẽ nhìn ra, có những cái quán rất là lâu năm. Rồi đi hướng này là về đường Nguyễn Trãi nè, đi ra Trần Hưng Đạo. Đây bán đồ điện, có những người bán đồ điện ngày xưa ở trên đường Nguyễn Biểu thì ở cái chỗ những cái kiosk đó đã giải tỏa rồi, nên họ di dời tùm lum hết, người thì dời qua Cao Đạt, người thì dời qua bên kia đường. Chứ ngay chỗ cái ACB này nè, có cái quán phở bò cũng rất là ngon, nhưng mà cái chú đó chắc về hưu nghỉ luôn rồi, không bán nữa, cho thuê nhà luôn rồi. Chắc có lẽ mọi người còn nhớ. Nhìn bên kia đường thì cũng có một số tiệm điện đó, anh chị thấy đó là tiệm điện của những người họ bán bên đây á, họ bán lên kiosk bên trái này nè. Rồi kiosk bị giải tỏa rồi không còn nữa, nên họ đi khắp nơi hết, không còn tập trung như hồi xưa nữa. Rồi chút xíu nữa thì chúng ta sẽ đi đến cái đường Trần Đạo, đi ngang chợ Nancy, đến cái căn nhà số 519 của anh chị để mình cùng nhìn lại ha. Rồi như là đến đó thì mình sẽ kết thúc cái hành trình của cái đoạn video ngày hôm nay. Em thì rất là muốn đi đến tất cả những cái điểm mà mọi người comment, nhưng mà em sẽ cố gắng để đi hết, không biết có kịp hay không nữa, nhưng mà cũng sẽ đi để mọi người có dịp nhìn lại. Nếu mà em có sót cái nào thì anh chị comment để em tiếp tục thực hiện ha. Rất là cảm ơn các anh chị. Chúng ta đến đây là ngã tư Nguyễn Biểu và Trần Hưng Đạo nè. Chúng ta quẹo phải thì đi về cái chợ Nancy, còn quẹo trái thì đi đến chợ lớn. Ở đây có ở đây là cái viện sốt rét côn trùng, cao quá nhìn không nữa. Nhìn bên kia đường là đường Nguyễn Biểu, người ta cũng có bán hoa rất là nhiều rồi. Bây giờ hoa ở đầy đường hết rồi. Đồ khuyến mãi giày vớ 2 đôi 15.000. Chúng ta chờ qua đường thôi. Đây. Ở đây có cái coffee Highland Coffee, mới mở cách đây 1-2 năm. Chúng ta tiếp tục đi ngang cái rạp hát. Hôm bữa thì em không có nhớ tên gì, nhưng mà hôm nay thì em biết tên rồi.
gần đây nó tên là Monaco. Trước đó là cô chú anh chị nói là lút A lút B nữa. Đây nó bán cái đồ trang trí bao lì xì ngày Tết. Bây giờ đi đâu cũng thấy Tết hết. Trong những ngày Tết này mà đi đến những cái điểm bán hoa rất là sơm tủ ha. Monaco. Ta nhìn lại. Giờ đi đâu nghe nhạc sập sình ha. Chúng ta đi qua đường mà không biết cái nhà đầu năm 19 giờ đó hiện kinh doanh cái gì ha. Để ta đi ngang nó xem thế nào. Được không? Đây có chung cư 617. Chung cư cũng rất là lâu rồi nè. Không biết cô chú anh chị có ai ở trong cái chung cư này không ha. Rồi chúng ta tiếp tục đi qua đường nha. Bây giờ là 1 giờ chiều, hiện ở Sài Gòn thì mọi người vẫn đang còn làm việc, vẫn chưa có nghỉ Tết. Một lần nữa chúng ta nhìn lại chợ Nancy ha. Chợ Nancy ngày nay. Rồi ta đi qua đường nha. Bữa nay Sài Gòn nắng gắt lắm, đổ lửa luôn. 519 đây là 601 đây nè. Tiệm bán vàng Kim Oanh nè. 597 nè. Và nhìn bên đường thì có cái hầu thảo tây salon tóc. Rồi ta đến 579 nữa nè. Nơi này là ngân hàng đồ là rất là đông. Đó, Vietcombank rất là đông. Nhưng bây giờ nghỉ trưa mà xe người ta đậu đó, người ta đợi tới lượt để một chút nữa vô giao dịch cho nó lẹ, là những người đầu tiên vô giao dịch đó. Nhưng mà cũng rất là đông. Đây tới 559 Yong and Yong rồi. Ta đi tới nữa thì sẽ tới 519. Mọi người vừa khó đi xíu nữa nha. Đây thì cái khách sạn Hoàng Vũ nè. Khách sạn Hoàng Vũ. Kế bên thì có cái BBQ Phổ Đình. Đây là cái hẻm để vô chùa Phật Ấn. Cái chút xíu nữa chúng ta sẽ đi vô chùa Phật Ấn để mọi người có thể xem lại cái hình ảnh ngôi chùa ngày xưa. Đường Trần Đạo là một trong những đường mà có hàng cây rất là lớn. Đó, chúng ta tới 527 rồi nè. 525.
hồi năm 21 à, năm 19 là đây rồi. Kiểu gì đây, nhà năm 19 đây như đóng cửa. Đây là năm 17 niệm vạn thành. Rồi bên kia thì có cái nhà thờ của đạo Hồi. Rồi đến đây cũng là điểm đến của video clip ngày hôm nay. Rồi chúng ta cùng nhìn lại căn nhà và con đường Trần Hưng Đạo ngày xưa nè. Rồi chúc mọi người năm mới luôn vui vẻ, dồi dào sức khỏe và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo ha. Chúc mọi người có cái ngày mới thật là vui vẻ. Hy vọng qua video sẽ nhìn lại, giúp anh chị nhìn lại một số hình ảnh về quê nhà của mình và căn nhà thân thương của mình ha. Rồi tạm biệt mọi người.